Mùa hè năm 2002, cả thế giới hướng về Nhật Bản và Hàn Quốc, nơi sẽ sự kiện này thành công được báo cáo sau đó lên tới 7,5 tỷ đô la. Trong đó có 4,6 tỷ đô la để sửa chữa nâng cấp 19 sân vận động trải dài trên hai quốc gia, trong khi kinh phí hỗ trợ từ FIFA chỉ là 110 triệu đô la cho tất cả. Đó là một kỳ World Cup có thể coi là thành công về mặt tổ chức khi đã thu hút hơn 2,7 triệu khán giả đến sân, trung bình mỗi trận có hơn 42.000 người. Đó cũng là thời điểm mọi sự chú ý được đổ dồn lên nhà đương kim vô địch Pháp và đội tuyển Brazil khi đã có những tin đồn tiêu cực tại World Cup 98. Tuy nhiên, những dư âm về World Cup 2002 thì người ta lại chỉ nhắc tới một trong hai nước chủ nhà theo những ý kiến trái chiều và đầy tranh cãi. World Cup 2002 chỉ có 4 đội tuyển của châu Á bao gồm Trung Quốc với lần đầu tiên tham dự, Ả Rập Xê Út và hai nước đồng tổ chức Nhật Bản và Hàn Quốc. Ở bảng C, Trung Quốc toàn thua cả 3 trận trước Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ và Costa Rica, thủng lưới 9 bàn và thậm chí không ghi được bàn thắng nào. Ở bảng E, Ả Rập Xê Út còn thảm hơn khi thủng lưới 12 bàn và cũng chẳng ghi nổi một bàn thắng trước đội tuyển Đức, Cộng hòa Ireland và Cameroon. Dù vậy, hai nước chủ nhà đều thể hiện được sự quyết tâm và lợi thế sân nhà. Nhật Bản thắng 2 hòa 1 có 7 điểm và đứng đầu bảng H. Bảng đấu có sự góp mặt của đội tuyển Bỉ, Nga và Tunisia. Trong khi đó, đội hình của Nhật Bản có Hidetoshi Nakata, Junichi Inamoto, Shinji Ono và thủ thành Yoshikazu Kawaguchi là những cầu thủ đều đang thi đấu tại châu Âu ở những giải đấu như Anh, Ý và Hà Lan. Hàn Quốc nằm ở bảng D và đối thủ của họ là đội tuyển Mỹ, Ba Lan và Bồ Đào Nha. Khi đó Hàn Quốc được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Good Hiddink và họ sở hữu An Jung Hwan, Seon Ki-hyeon là hai cầu thủ đang chơi tại châu Âu. Park Ji-sung mới 21 tuổi và vẫn đang chơi bóng tại Nhật Bản trong màu áo của Kyoto Sanga. Hàn Quốc mở đầu chiến dịch World Cup tại Busan bằng chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Ba Lan với các bàn thắng của Hwang Sun-hong và Yoo Sang-chun. Cổ động viên trên các khán đài nổ tung, còn tại các địa điểm xem trực tiếp với màn hình lớn, người dân Hàn Quốc được trải qua những phút giây tuyệt vời. Lượt trận thứ hai, bàn thắng của An Jung Hwan ở phút 78 giúp Hàn Quốc có một điểm quan trọng trước đội tuyển Mỹ. Hàn Quốc có 4 điểm. Trận chung kết của bảng D là trận đấu gặp Bồ Đào Nha, đối thủ được đánh giá mạnh nhất bảng. Khi đó, Bồ Đào Nha đang sở hữu những siêu sao như là Luis Figo, thủ thành Victor Baia, Rui Costa hay đội trưởng Fernando Couto. Đã 3 kỳ World Cup liên tiếp trước đó, Bồ Đào Nha không đủ điều kiện tham dự và đây là lần trở lại đầu tiên kể từ World Cup 86. Đương nhiên, Bồ Đào Nha rất khao khát vượt qua vòng bảng, còn với Hàn Quốc, họ đang đứng trước lịch sử của mình. Một tuần trước khi trận đấu quan trọng này diễn ra, ngày 7 tháng 6 năm 2002, một quan chức của Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc đã bí mật gặp trọng tài người Argentina Angel Sanchez tại một khách sạn nhỏ ở vùng ngoại ô Buenos Aires. Không rõ hai người đã bàn bạc với nhau những gì, chỉ biết trọng tài Sanchez chính là người sẽ bắt trận Bồ Đào Nha và Hàn Quốc. Thứ Sáu ngày 14 tháng 6 năm 2002, Hàn Quốc thi đấu với Bồ Đào Nha tại Incheon trong trận đấu cuối cùng của bảng D. Phút 27, trọng tài Sanchez đã rút thẻ đỏ, tước quyền thi đấu của tiền vệ Yao Pinto sau tình huống phạm lỗi với Park Ji-sung ở vạch giữa sân. Nhưng với tình huống quay chậm này, Yao Pinto chỉ còn biết tự trách mình khi đã có pha vào bóng quyết liệt quá mức cần thiết. Đến phút 63, vị vua áo đen người Argentina có phần nặng tay khi tiếp tục tặng hậu vệ Beto thẻ vàng thứ hai trong tình huống phạm lỗi sát đường biên. Bồ Đào Nha chỉ còn 9 người trên sân và phải thi đấu với một tâm lý ức chế. Thống kê sau trận đấu đã có tới hơn 40 tình huống phạm lỗi diễn ra trong trận đấu này. Phút 70, Hàn Quốc được một quả đá phạt góc và khi bóng đến chân của Lee Jang-pyo, một pha tạt bóng với khoảng cách 42m đã được tạo ra và những pha xử lý sau đó của tiền vệ người Hàn Quốc quá ngọt ngào. Pha dứt điểm ở khoảng cách 11m với vận tốc 74 km/h đã đánh bại thủ thành Victor Baia. Đó cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu đưa Hàn Quốc vào vòng loại trực tiếp với vị trí dẫn đầu. 2 thắng 1 hòa, 7 điểm, Hàn Quốc cũng bất bại tại vòng bảng giống như Nhật Bản. Ước tính 1,5 trải đến tận nửa đêm. Đây là một trong những đêm tuyệt vời của chúng tôi. Bây giờ chúng tôi hy vọng chúng tôi có thể gặp Nhật Bản trong trận chung kết. Việc cả hai nước đồng chủ nhà World Cup 2002 vượt qua vòng bảng là một bất ngờ thú vị bởi bóng đá châu Á ở thời điểm đó khó lòng đặt lên bàn cân với các đối thủ đến từ châu Âu hay là châu Mỹ. Bỏ qua những tình tiết đáng ngờ của trọng tài trong trận gặp Bồ Đào Nha với lý do được sự ủng hộ của cổ động viên nhà, ai cũng hiểu rằng đôi khi yếu tố tinh thần còn quan trọng hơn cả trình độ và việc lọt vào vòng knock-out đã là thành công đối với họ.
Vòng 1/8, Nhật Bản đối đầu với Thổ Nhĩ Kỳ, còn Hàn Quốc đụng độ ứng cử viên vô địch Italia. Ngày 18 tháng 6 năm 2002, cả hai đại diện còn lại của châu Á là hai nước chủ nhà đều ra quân. Trận đấu giữa Nhật Bản và Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra lúc 15:30 trên sân vận động Miyagi tại Nhật Bản. Bàn thắng duy nhất của tiền vệ Umit Davala bên phía Thổ Nhĩ Kỳ đã khép lại giấc mơ World Cup của đất nước mặt trời mọc. Những kỳ vọng của châu Á được đặt cả lên Hàn Quốc, đội sẽ gặp Italia vào lúc 20 giờ tại sân vận động Daejeon. Đội tuyển Italia lúc bấy giờ hội tụ nhiều ngôi sao như Christian Vieri, Francesco Totti, Filippo Inzaghi, Alessandro Del Piero, hàng hậu vệ gồm Fabio Cannavaro, Alessandro Netta, Marco Materazzi, đội trưởng Paolo Maldini hay thủ thành Gianluigi Buffon và được dẫn dắt bởi huấn luyện viên kỳ cựu Giovanni Trapattoni. Tựu chung khi nhìn vào danh sách 23 cầu thủ của đội tuyển Ý đến World Cup 2002, đó đều là những cái tên có số má tại châu Âu. Người Ý đã được cảnh báo về lối chơi rát của Hàn Quốc trong trận gặp Bồ Đào Nha và họ cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu này, không hề dám chủ quan. Trước trận, báo chí đã đánh tiếng nói về trọng tài, tuy nhiên huấn luyện viên Trapattoni tin tưởng rằng trọng tài Byron Moreno người Ecuador sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình. Ngay phút thứ 5, một quả tạt bóng vào vòng cấm của đội tuyển Ý, hai cầu thủ Hàn Quốc ngã xuống và tiếng còi được cất lên. Đó là một quả penalty. Các cầu thủ Ý đã cố gắng tranh cãi với trọng tài, nhưng ông Moreno hoàn toàn không để ý tới. Trên chấm phạt đền, Buffon đã xuất sắc cản phá thành công cú sút của An Trung Hoan. Sau đó, Vieri đã mở tỷ số cho màu áo thiên thanh ở phút 18 từ pha đá phạt góc của Totti. Bên ngoài đường pitch, huấn luyện viên Trapattoni nắm chặt bàn tay tỏ rõ sự quyết tâm. Còn trên các khán đài, số ít những cổ động viên của Italia có dịp để ăn mừng. Phút 38, Tomasi có cơ hội đối mặt với thủ thành Lee Won-ji, nhưng anh không thể ghi bàn. Nếu tỷ số là 2-0 thì thật khó để Hàn Quốc có cơ hội lội ngược dòng trước hàng phòng ngự của người Ý. Cổ động viên Hàn Quốc vẫn thấp thỏm hy vọng. Phút 43, Francesco Coco đổ gục xuống sân khi máu tuôn ra trên mặt anh. Chiếc áo cầu thủ này mặc cũng chẳng còn nguyên vẹn. Sang hiệp 2, Hàn Quốc vùng lên mạnh mẽ và trong một pha tranh chấp trong vòng cấm, Maldini đã ăn trọn một cú đá của Lee Chung-so vào đầu, nhưng chẳng có tiếng còi nào cất lên. Và cuối cùng, những nỗ lực không biết mệt mỏi của Hàn Quốc đã được đền đáp. Christian Panucci đã mắc sai lầm và bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 của Seon Ki-hoon ở phút 88 đã khiến người Hàn Quốc phát điên. Sự hy vọng của họ lại được thổi bùng lên trên sân vận động, khắp các ngõ nhỏ, hàng quán và cả ngoài đường phố. Bước vào hiệp phụ, Hàn Quốc sớm có cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Ngay sau đó là câu trả lời của Gattuso, nhưng thủ thành Lee Won-ji đã có một ngày thi đấu tuyệt vời. Bi kịch cho đội tuyển Ý, hiệp phụ thứ hai, Damiano Tomasi đã đưa bóng vào lưới của Hàn Quốc nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị. Dù quay chậm cho thấy đó là sai lầm không rõ là vô tình hay cố ý của thủ trọng tài. Chơi với thế hơn người, Hàn Quốc cố gắng áp đảo và tạo ra những cơ hội để sớm kết thúc trận đấu. Và ở phút 117, Lee Chun-so treo bóng vào vòng cấm cho An Trung-hoan. Tiền đạo người Hàn Quốc bật nhảy loại bỏ đội trưởng Maldini và chiến thắng cả thủ thành Buffon. Bàn thắng vàng cho đội tuyển Hàn Quốc. Các bạn có thể tin được không? Lần đầu tiên Hàn Quốc được vào vòng loại trực tiếp một kỳ World Cup và họ đã loại ứng cử viên vô địch Italia. Ngoài đường phố, các cổ động viên phấn khích một cách tột đỉnh. Trong khi đó, đất nước hình chữ ủng dậy sóng một cách phẫn nộ. Đội tuyển Ý đã nỗ lực trong vô vọng khi mà kết quả đã được tính toán từ trước bởi các giao dịch mờ ám trị giá hàng triệu đô la. Thật đáng xấu hổ cho các quý ông của FIFA và những trò chơi bẩn thỉu của họ. Trọng tài Byron Moreno có thể đi lại tự do trong các hành lang của FIFA và của chính phủ Hàn Quốc, nhưng nếu muốn đến Ý, ông ta nên mang theo một luật sư. Trước những sự chỉ trích mạnh mẽ, chủ tịch Sepp Blatter phải lên tiếng xoa dịu và đổ lỗi cho những sự trùng hợp. Đáng buồn thay, tôi đã phải chịu đựng rất nhiều vì điều đó. Đã có những sự trùng hợp đặc biệt xảy ra liên tiếp cùng một đội, đó là đội tuyển Ý. Người Ý đang nói về sự mua chuộc bởi vốn dĩ họ đã sử dụng hình thức này rất nhiều. Nó càng phản ánh những việc họ đã làm và có thể làm. Người hùng An Jung-hwan sau đó trở thành nạn nhân của sự căm phẫn tại Italy. Dư luận tại xứ sở mì ống đòi câu lạc bộ Perugia thanh lý ngay hợp đồng với chủ nhân của bàn thắng vàng tại vòng 1/8 World Cup 2002. Tuy nhiên, chẳng đợi làn sóng phản đối nổi lên, chủ tịch Luciano Gocci của Perugia cũng đã ngay lập tức trảm cầu thủ người Hàn Quốc. Còn với trọng tài Byron Moreno, chỉ 3 tháng sau World Cup, ông này đã bị treo còi 23 trận ở giải vô địch quốc gia Ecuador do dàn xếp tỷ số. Moreno trở lại bắt chính trong một trận hồi tháng 5 năm 2003 và ngay lập tức bị đình chỉ ngay sau trận đấu do cố ý dùng thẻ đỏ để giúp đội chủ nhà gỡ hòa 1-1.
tháng 9 năm 2010, Moreno bị cảnh sát bắt giữ ở New York do giấu heroin trong quần lót để tuồn vào Mỹ và phải ngồi tù 26 tháng. Ngày 22 tháng 6 năm 2002, tại tứ kết, Hàn Quốc sẽ gặp Tây Ban Nha, đội bóng đã loại Cộng hòa Ireland trên chấm phạt đền. Tây Ban Nha lúc đó được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Jose Antonio Camacho cùng dàn sao Luis Enrique, Fernando Morientes, Raúl González, Joaquín, Xavi, Carles Puyol, thủ thành Iker Casillas và đội trưởng Fernando Hierro. Trước trận đấu, những nghi vấn về trọng tài bắt đầu dấy lên khi chủ nhà Hàn Quốc được sự ưu ái thấy rõ từ trận gặp Bồ Đào Nha đến trận gặp Italia. Lần này trọng tài bắt chính cho trận gặp Tây Ban Nha là ông Gabman Al-Gandour, người Ai Cập. Tuy vậy, những hình ảnh tiêu cực tiếp tục được Hàn Quốc và trọng tài lặp lại ở tứ kết. Theo thống kê, Tây Ban Nha đã phải chịu 22 cú vào bóng ác ý của các cầu thủ chủ nhà. Tuy nhiên, chỉ có một tấm thẻ vàng cho Jo Sang Chun. Trong khi trọng tài chính Gama Al-Gandour rút hai thẻ vàng để phạt Javier Pedro và Fernando Morientes vì lỗi pha nàn. Tuy nhiên, đáng chú ý hơn cả là Tây Ban Nha bị trọng tài từ chối hai bàn thắng hợp lệ trong 120 phút thi đấu. Đầu tiên là pha làm bàn của Ruben Baraja không được công nhận bởi trọng tài xác định Tây Ban Nha phạm lỗi trong vòng cấm. Còn trong hiệp phụ, pha đánh đầu của Morientes cũng chịu chung số phận khi trọng tài biên cho rằng bóng đã đi ra ngoài sân. Ở tình huống quay chậm này thì không chỉ là Joaquín mà hàng triệu người hâm mộ trên thế giới cũng không hiểu là trọng tài vô tình hay cố ý phất cờ khi trái bóng vẫn hoàn toàn ở trong sân. Tâm lý ức chế trước lối chơi bạo lực của cầu thủ Hàn Quốc cùng những tiếng còi méo của trọng tài Al-Gandour khiến cầu thủ chơi hay nhất bên phía Tây Ban Nha trong trận đấu đó là Joaquín đã thất bại trên chấm phạt đền. Quả sút quyết định của Hàn Quốc đã được thực hiện bởi đội trưởng Hong Myung-bo và cổ động viên của họ đã nín thở để cầu nguyện. Một lần nữa, Hàn Quốc làm nên lịch sử và bầu không khí lễ hội. Sự ăn cướp, bóng đá đã nhận một đòn chí mạng vào ngày hôm sau. Trọng tài người Ai Cập Gandour và các trợ lý của ông sẽ đi xuống trong biên niên sử của sự xấu hổ toàn cầu. Có 4 hoặc 5 quyết định trong trận đấu mà tôi thấy rất khó hiểu. Bạn muốn tin rằng những quyết định đó có thể được quy vào lỗi nhận định của con người, nhưng tôi thực sự không chắc về điều đó. Họ nên soi gương lại chính mình, chứ đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh bên ngoài. 3 ngày sau, Hàn Quốc đối đầu với đội tuyển Đức trong trận bán kết 1. Đức lợi hơn Hàn Quốc một ngày nghỉ khi trước đó họ đã giành thắng lợi 1-0 trước đội tuyển Mỹ trong 90 phút. Và câu chuyện thần kỳ của Hàn Quốc cũng đến hồi kết thúc. Bàn thắng duy nhất của Balak ở phút 75 đã giúp đội tuyển Đức vào chung kết để đối đầu với Brazil. Sau đó Hàn Quốc cũng chỉ có được vị trí thứ tư sau khi thất bại trước Thổ Nhĩ Kỳ trong trận tranh 3-4. Nhưng với họ, đó đã là thành công ngoài mong đợi. Dù sau này có rất nhiều câu chuyện xoay quanh vấn đề trọng tài thiên vị cho Hàn Quốc, nhưng không thể phủ nhận những nỗ lực mà các cầu thủ cùng huấn luyện viên Gus Hiddink